Ôi bạn Thiên Bảo ơi, bạn Thiên Bảo tắt mic giúp thầy với bạn Thiên Bảo ơi. Rồi bạn Minh Trường đã thử xe ha. Rồi bây giờ thầy mời các bạn cùng chia sẻ ha. Qua 12 buổi học tập rồi, 11 buổi rồi ha. 11 buổi là thầy đóng vai chính rồi. Hôm nay tới phiên các bạn đóng vai chính nha. Các bạn cùng chia sẻ, cùng tâm sự những gì các bạn đã học được. Rồi các bạn mong muốn gì tiếp theo. Rồi các bạn muốn học thêm được những gì nữa. Ngoài những mong muốn của các bạn thì các bạn cũng cứ nói ha. Hôm nay thì bây giờ thầy đã nhận được danh sách và hiện nay thì thấy có được là 7 bạn đã đăng ký chia sẻ. Và bạn Tuệ Mẫn đã vào chưa ạ? Hay bạn Toàn Vinh ạ? Mời các bạn. Bạn Toàn Vinh ơi, bạn đã vào chưa? Dạ, thầy chưa thấy bạn Toàn Vinh, chưa thấy bạn. Alo, sao con ơi? À rồi, à Toàn Vinh là thầy thấy Toàn Vinh là dự định chia sẻ về bong game cá mập ha. Rồi mời mời Vinh chia sẻ màn hình lên và Minh Rinh cùng giới thiệu màn chương trình của mình cho các bạn với. Còn các bạn trong ô cửa sổ chat thì vui lòng chờ tí xíu rồi mình chia sẻ sau ha. Mình thứ tự mình chia sẻ và mình cùng trao đổi với nhau nha các bạn. Rồi. À cảm ơn bạn Phạm Bảo nha, bạn Anh Thư ha. Rồi. Bây giờ mời bạn Toàn Vinh, bạn Toàn Vinh chia sẻ màn hình của bạn Toàn Vinh đi nha. Rồi, thầy thấy link của rất là nhiều bạn rồi ha. Bạn Nguyễn Kim là đang share như vậy là share của... À, con bấm vô cái nút xanh xanh có mũi tên lên, có chữ share screen đó con, Toàn Vinh ơi. Vâng ạ. Con thấy chưa con? Tại vì thầy đã cho chức năng cho các bạn xem mà. À cô Đức ơi cấp xe. À rồi để mình được cấp xe cũng được ạ. Rồi rồi Toàn Vinh ơi con cấp xe đi con. À con có thể xe được rồi nha. Cảm ơn bạn Nhật Lệ ha. Bạn Nhật Lệ đang có rất nhiều phần là chương trình gửi lên. Toàn Vinh ơi con xe đi con. Có vấn đề gì với con vậy Tâm Vinh ơi? Con xe được chưa? Con tìm được nút xe chưa? Thầy đã cấp quyền rồi con, cấp quyền được xe rồi đó con. Cấp Nhưng quyền được. Ôi ôi, rồi rồi. À con có ba mẹ gì ở đó không? Tâm Vinh ơi con. Không có hả con? Ôi vậy chừng nào ba mẹ con về, tại vì bây giờ thầy cũng không biết đường nào mà thầy chỉ cho con cả. À, sao vậy thì còn những chừng nào ba mẹ con về Tầm Vinh ơi? có chị có xuống À có chị con rồi rồi con nhờ chị con xe giúp thầy với nha. À, xe nó chỉ con chọn cái chức năng là xe screen cái nút xanh xanh có mũi tên đi lên đó ha, rồi xe rồi chọn cửa sổ xe crash của mình xe lên cho mọi người cùng xem nha. Do thầy chưa đón nhận được link của Toàn Vinh hay hai thôi Toàn Vinh chờ chút thầy mở bài của con lên rồi thầy xe cho các bạn cũng được nha. Rồi thầy ơi, máy con đang bị lỗi ạ. máy đang bị lỗi hả con? Rồi 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 để thầy mở trên máy thầy cũng được ha. Rồi rồi để chờ tí xíu thầy mở trên máy thầy ha. Để chờ tí. Các bạn chờ thầy tí xíu ha. Mới vô thì mình chưa quen cho nên sẽ có những trục trặc ha các bạn. Không có sao hết nha. À rồi sorry bạn Toàn Vinh. À, các cái link mà bạn Vinh share cho thầy ở đây là
Các cái link này bạn Vinh đều chia, chỉ là gửi cái link nhưng mà lại chưa có chia sẻ, cho nên là thầy là chưa xem được rồi. Làm sao đây ta, bạn Toàn Vinh. Bây giờ tức là có khi là bạn Toàn Vinh chưa có confirm cái account, cái tài khoản của mình ở trên Scratch các bạn Toàn Vinh ơi. Bây giờ chị của bạn Toàn Vinh xe cũng không được hả? Thôi bây giờ tới phiên bạn Nguyễn Kim nha, cho Toàn Vinh tí xíu xem lại rồi tí xíu cho để bạn là Nguyễn Đặng Hoàng Kim xe trước nha Toàn Vinh ơi. Sorry Toàn Vinh nha. Rồi mời mời bạn Kim xe đi bạn Kim ơi. Bảo Nguyễn Gia và xe không nghe được hả con? Con Rồi để xe hả thầy? rồi ok rồi Kim cùng giới thiệu về chương trình của mình đi con. Ồ đồng hồ đẹp quá đi. Rồi con Dạ trình bày là đi nha Kim ơi, con trình bày đi ha. có trình bày sao vậy thầy? Con giới thiệu về chương trình của con ấy con nha. Dạ là chương trình của con là một chiếc đồng hồ treo tường. Sao nữa con cứ nói tiếp đi, có những kim gì rồi nó chạy ra Dạ sao? là có những kim, giờ kim phút, kim giây và một cái mặt đồng hồ. Rồi và thầy đang thấy là cái đồng hồ của con chạy đúng giờ luôn ha. Dạ thầy, con cảm ơn thầy. Rồi cái con có thể giới thiệu về cách con vẽ cái kim. Thầy thấy kim phúc rất là đẹp á, con vẽ như thế nào, con mở lên cho các bạn mọi người xem với con. Rồi con mở cái hình vẽ lên, rồi kim phúc là con cho một Dạ là kim phúc là màu nâu. được quá ha. Rồi sao nữa? Dạ kim phúc là màu nâu với một hình tròn màu xám. Màu tròn màu xám và có những cái hình tam giác nữa đúng không? Dạ Rồi kim phúc này vẽ đẹp quá ha. Rồi còn kim giờ là hình gì nữa? là kim giờ là màu hồng. Kim giờ như thế này. Con ơi kim giờ con chỉ như thế này thì người ta biết cái mũi kim giờ nằm ở đâu con? Cái đầu Vậy này là là kim mũi kim giờ gì? là cái Con đầu người. có hình số 8 là mũi kim giờ. Là cái mũi ha. Con để kim giờ xoay làm cho thầy nhìn, thầy cũng không biết đầu nào là đầu kim giờ hết. Rồi mình nhìn lên đây là bây giờ là gần 8 giờ 10 rồi ha. Rồi chương trình của bạn Kim đẹp quá, cái đồng hồ vẽ rất là đẹp ha. Rồi cảm ơn bạn Kim nha. Bạn Kim còn chương trình gì nữa không con? Dạ còn chương trình à. Con chương trình gì nữa con có xe luôn Vậy trong là buổi chiều luôn chương ha. trình vậy chương trình là Vâng. Cái hồ sơ mà cái trường hợp mà anh hỏi em là anh chương được cái gì thì em đọc qua trình lộn nói lộn chương trình mê cung này. rồi chương trình mấy cung của con đâu, chương trình mấy cung của con đâu rồi, ôi nhiều quá rồi, khi biết quá trời luôn, ôi giỏi quá, ai kia mấy cung kia. Rồi chương trình mấy cung của con có gì hấp dẫn con giới thiệu cho mọi người với ha. Các Yeah, bạn chương trình thường của con xem khi tới đích là bình thuốc nó sẽ di chuyển tới một nơi khác nhau. ồ vậy hả, dạ hay vậy. Rồi con chơi thử đi con, con chơi thử đi. Rồi ok. Rồi các bạn có thấy rõ chương trình của bạn Kim không vậy các bạn? Có vấn đề gì các bạn nhắn lên cửa sổ chat nha. Đó các bạn cùng xem chương trình của bạn mình ha, cùng học hỏi tham khảo lẫn nhau ha. Ồ sao chỗ đó con đi xuyên tường được vậy con? Lâu lâu nó bị lỗi vậy thầy. Lâu bị lỗi hả? Như vậy con lấy màu chưa chuẩn lắm ha. Các bạn chú ý nha, cái trong vật của mình là không có được đi xuyên tường nha các bạn. Ở trong mê cung mà mình đi xuyên tường được thì thôi đâu có thành mê cung đâu. ok. Rồi. Chương trình của con, cái chương trình mê cung này con thích nhất, con sáng tạo nhiều nhất chỗ nào con nói cho các bạn nghe thử con. Dành là con sáng tạo nhiều nhất là cho cái UFO. Cái UFO là nó sao không?
là nó có một cái hình bầu dục. À, là con tự vẽ luôn hả? Hay là con ai con lấy hình trên mạng xuống hả con? Dạ, một vậy là cái hình bầu dục là con lấy hình trên mạng xuống, còn cái À, dưới đúng rồi. nghĩ ra. Đúng rồi, con lấy hình trên mạng xuống rồi con xóa nền đi đúng không? Ồ, con rất Dạ. giỏi ha. Ừ, hay quá. Rồi, cảm ơn bạn Kim nhiều nha. Cảm ơn bạn Kim nhiều. Giờ bạn thầy mời tiếp bạn tiếp theo nha bạn Kim ơi. Dạ. Rồi rồi, cảm ơn bạn Kim. Kim hay quá. À, rồi giờ thầy mời bạn tiếp theo là bạn Nguyễn Thái Anh Thư ha. Mời bạn Anh Thư chia sẻ nha bạn Anh Thư Dạ, ơi. Ôi, tối nay thì bài của bạn Vinh rất là sáng tạo ha, rất là có tính cá nhân của bạn ha. đây là phong game của con. Rồi, game của con là game bong game đúng không con? À rồi, Dạ. con mở chơi cho mọi người xem đi con, anh Thư ơi. Dạ, nếu mà được 20 điểm thì mình sẽ thắng. 20 điểm là thắng hả con? À rồi rồi, con chơi cho mọi người đi, con không lớn cửa sổ lên, con chơi cho các bạn xem thử. À, chơi ở đây là trái tim ha, đẹp quá ha, không có dùng gạch mà dùng trái tim ha. À, con chỉ dùng bốn trái tim thôi hả con? Rồi, hết trái tim rồi mà con chưa thắng rồi. Ở đây con không nên dùng là 20 điểm thắng, mà con nên dùng đó là hết trái tim và thắng ngay cũng được, thì biến mất thắng thì sẽ hay hơn ha. À, game over rồi, hay quá con. Mỗi lần mà nó chạm vào cái màu cam thì nó sẽ tăng cái tốc độ chạy lên. À đúng rồi, thầy thấy đúng rồi, thầy thấy là con chạy rất là nhanh đúng rồi ha. Dạ, với lại con có ghép thêm nhạc đổi màu cho trái banh như trong đó nữa. À đúng rồi, đúng rồi. Ôi hay quá. Ôi rất là sáng tạo, chơi game nhìn thấy nó tự nhiên hơn ha. Hay quá con. À, con cũng học được, con đã nắm được cái chỗ broadcast, gửi gửi tín hiệu, gửi thông điệp ra ha. Rồi thấy con biết random rồi, thêm nhạc chỗ nào đâu con, thêm nhạc ở tầm Dạ, đầu rồi, thêm nhạc thêm nhạc trong đâu, lời. Thêm nhạc à trong thêm nhạc để trên lên luôn. Ồ giỏi quá. Rồi cảm ơn con. À, chương trình rất là hay ha. Rồi nếu được thì con làm, có thể là con không cần đụng vô bét đô, con không cần tăng thêm điểm nữa ha, con chỉ cần phá mấy cái trái tim là tăng thêm điểm thôi. Rồi con cũng có Yeah. thể là gì tăng nhiều trái tim lên ha, rồi nhiều kiểu trái tim nữa lên, để cho gì, để cho mình chương trình của mình sinh động lên ha. Rồi Yeah. à, cảm ơn Cảm bạn ơn Anh Thư thầy. nha. Mong là thầy tổ chức nhiều lớp học giống như vậy nữa. À rồi thầy sẽ cố gắng nha, thầy sẽ cố gắng, nhưng mà bởi vì đợt Tết này thầy hơi bận rộn một tí xíu, các bạn cố gắng chờ, ráng chờ thầy tới tháng 3 dương lịch, nghĩa là qua tháng 2 tới tháng 3 dương lịch, khoảng cỡ ngày 10 tháng 3 là thầy bắt đầu mở lại lớp được nha con. Rồi và thầy sẽ mở thêm những cái lớp mới với những cái loại hình khác ha. Rồi cảm ơn bạn Thư Nguyễn nhiều nha. Rồi chào, cảm ơn con. À thầy xin phép được mời tiếp. À nhanh nhanh, à thầy mời hơi nhanh rồi hả. Rồi à, thầy xin phép được mời tiếp bạn Gia Bảo vô rồi đúng không Gia Bảo ơi? Dạ Rồi Gia Bảo, Gia Bảo dự định xe cái gì, Gia Bảo xe lên đi con. dạ. Và chương trình của Ồ. con là một bài vẽ. Giờ con sẽ vẽ Rồi. bức hình Ôi ôi. vẽ một ngôi sao. Và sau khi nó vẽ xong thì nó sẽ ra hình này thầy. Ồ, con phóng lớn cái cửa sổ vẽ lên cho các bạn nhìn sản phẩm đẹp quá con ơi. Con nhấn lên góc bên tay phải, trên cái góc mũi tên 4 chiều bên tay phải, ở trên cái cửa sổ sân khấu của con á, bên tay phải trên sân khấu bên tay phải. Rồi đó đó, con bấm lên cho mọi người nhìn sản phẩm của con với. Ồ rồi con chạy lại cho thầy xem với. Ồ con vẽ hấp dẫn quá con ơi, đẹp quá con ơi. Rồi con chờ thầy tí xíu, thầy cắt xin cho thầy chụp lại cái màn hình này rồi con
À, rồi con quay vô con nói cho mọi người nghe cách con vẽ nha con. Dạ. À, nó vẫn chạy miết vậy hả con? Dạ là giờ con sẽ cho nó nhanh hơn bằng chế độ turbo. À, chưa, từ từ tắt con rồi, để thầy lấy đèn được ha. Rồi con mở lớn lên là thầy nhìn rõ hơn. Rồi, cho thầy tí xíu nha. Bạn Văn Quỳnh có nói là thầy chỉ lại cho con. À, hôm nay thầy không có chỉ được gì hết Văn Quỳnh ơi, hôm nay là sản phẩm của các bạn ha. Rồi tí xíu con cần chỉ gì thì thầy sẽ gặp riêng con ha. Rồi. Rồi con Văn Quỳnh ơi, con mới vô hôm nay là mình các bạn chia sẻ sản phẩm thôi, con cùng theo dõi thôi nha con Văn Quỳnh ơi, sorry các bạn. Rồi à, bây giờ con bảo con vào bên trong con nói về có cái chương trình, cái kịch bản chương trình của con cho các bạn cùng nghe đi con, cái cốt chương trình đó ha. Rồi con nói con vẽ như thế nào thôi, con trình bày của bày rõ ràng tí xíu cho mọi người cùng nghe nhé. Con sẽ Rồi. cho nó vẽ hình tròn, sau đó con sẽ À, chuyển mười con bấm bước. vô dấu cộng, con phóng lớn lên chút xíu con bảo rồi, phóng lớn cái có là đúng rồi. Rồi con làm từ từ để cho mọi người Con xem sẽ ha, cho con vẽ nó vòng đi tròn bằng đến cách nào. điểm không không, chọn màu cho nó, sau đó con sẽ vẽ một hình tròn. Rồi Rồi con con vẽ hình tròn, vẽ hình ngôi con vẽ sao. hình tròn, tại sao con lặp lại 25 lần là sao con? Chỗ này đúng thầy. Con làm chậm chậm thôi, bảo con duy Dạ, trì chỗ chậm vẽ chậm thôi hình tròn ha. là 20 lần, là 25 lần là để cho nó vẽ hết đó thầy. À rồi, tam giác 20 là sao con? Dạ là con quên đạt thầy. Rồi à, các bạn chú ý nha, mình vẽ một hình tròn mà lập 20, khi mình vẽ một đa giác ha các bạn nhỏ, bữa trước thầy về dạy vẽ thầy chưa có chỉ kỹ chỗ đây lắm ha. Khi các bạn vẽ một hình đa giác là ba cạnh, tam giác là ba cạnh đúng không, tứ giác là bốn cạnh, ngũ giác là năm cạnh, khi các con tăng số cạnh lên dần dần ha, con tăng càng nhiều thì nó càng giống ra một hình tròn. Ở đây thì chỉ cần là con tăng lên tới bao nhiêu, các bạn tăng lên tới là khoảng 25 đó là nó đã hình rất là tròn rồi đúng không các bạn? Các bạn nếu có thể, các bạn có thể tăng lên cho thầy thành là bao nhiêu lúc, 360 là đường tròn nó mịn luôn ha, nhưng mà lúc đó nó vẽ sẽ rất là chậm nha các bạn. Rồi rồi bạn Toàn Vinh gửi gửi sổ chat cho thầy thấy rồi, để tí xíu thầy gửi sau nha. Thầy xem, thầy chờ thầy bạn Toàn Vinh xem lại Ừ. sau cho Toàn Vinh. Rồi bảo bảo trình bày tiếp phần của con đi con, bảo ơi. Là phần vẽ ngôi sao là con lặp lại 5 lần là bởi vì ngôi sao có 5 cánh. À rồi. Con lặp lại 36 lần là để con đi xéo sang để vẽ cái hình gần đó. Rồi. Sau đó con sẽ cho nó xoay 18 độ. Nó sẽ di chuyển là để vẽ mình vẽ hình tròn. Rồi nó sẽ xoay. Rồi nó thay đổi màu. Rồi nó À mới rồi, vẽ rồi, từ từ tròn. Bảo ơi, con giải thích cho thầy tại sao lại xoay 18 độ và tại sao xoay 72 độ. Đó đó, Dạ, ngay chỗ đó thưa luôn. thầy, xoay 18 độ là khi nó đã vẽ ra một hình ngôi sao, mình sẽ xoay rồi. Mình sẽ di chuyển âm 60 bước, là sau khi mình xoay mình sẽ di chuyển, rồi sau đó mình sẽ xoay tiếp là để vẽ hình tròn, đi đến vị trí để vẽ hình tròn. Nó Cũng được đẹp hơn á thầy. rồi ok con, cảm ơn con ha. Rồi cảm ơn Gia Bảo nha. Chương trình của Gia Bảo hơi hơi cao cấp so với, hơi nâng cao so với chương trình cơ bản ha.
Nhưng mà là Bảo học rất là giỏi rồi. Cảm ơn bạn nhiều nha. À, cảm ơn bạn Bảo ha. Rồi bây giờ các bạn nào chia sẻ tiếp các bạn à, để thầy coi ha. À, cảm ơn Bảo rất là nhiều. Chương trình của Bảo đẹp quá. Rồi. À, kiểu này là thầy phải xin lại cái code chương trình để mà thầy là dạy tiếp cho các lớp tiếp theo ha. Rồi à, bây giờ thầy thấy hình như là bạn Tuệ Mẫn vào đúng rồi phải không con? Tuệ Mẫn ơi. Dạ rồi thầy ạ. À rồi à, Tuệ Mẫn, chương trình của Tuệ Mẫn là có gì hấp dẫn vậy con? À mà thầy quên mất là nãy cho các bạn hỏi Gia Bảo xem cách là chỗ nào không hiểu nữa. Sorry à, các bạn. À, Tề Mẫn ơi, con có thể share phần chương trình của con lên ha. Đây thầy. Rồi, à, con có thể chơi cho mọi người xem luôn con, rồi bắt đầu con mới vô ấy, rồi con chơi đi. À, con chỉ có hai viên gạch thôi hả con? Rồi Dạ đã xin rồi rồi à, con vô chương trình đi con. Tề Mẫn ơi, con vô con giới thiệu giúp cho mọi người cái những sáng tạo của riêng con, của những cái mới mà khác với bữa thầy dạy á con. dạ đây là cái phần chương trình thì khi mà mình bắt đầu thì đặt lại cái điểm thì bằng không, rồi mình chỉnh lại cái độ nhanh của quả bóng Ừ, bằng cái tốc độ người, bóng. xong rồi nếu mà chạm vào cái thanh màu xanh này nè thì á cái quả bóng nó thì để cái điểm nó thành một, xong rồi cái cộng thêm một cái độ nhanh của quả bóng, xong rồi quay quay tại vì cái này là mình chơi cho nó quay bất kỳ để cho cái trò chơi nó vui hơn. Rồi còn khi mà di chuyển á thì nó sẽ di chuyển theo cái tốc độ hiện tại của nó. Rồi nếu mà điểm bằng 50 á thì nó sẽ hiện ra cái win là thắng. À, Với rồi lại phần chèn âm thanh thì chỉ cần chèn vô mãi mãi phát cái âm thanh gì đó là được rồi. ờ, hay lắm con. Rồi, cảm ơn con ha. À, rất là hay nha. Cảm ơn Tề Mẫn ha. Tề Mẫn có xe gì nữa không con? Dạ hết rồi thầy. À, rồi cảm ơn con Tề Mẫn nha. Rồi hẹn gặp lại con tí xíu nữa ha. Rồi, có một bạn xin chat xin được xe. À, bạn chờ thầy tí xíu nha. Thầy về mình phải sắp thứ tự ưu tiên những bạn đã đăng ký trước nha con. Rồi mình sắp thứ tự từ từ ha. À, à, các chương trình của các con hôm nay thầy thấy đều cũng có tính cá nhân, đều có những sáng tạo riêng hết ha. Rồi cảm ơn các con rất nhiều và thầy hy vọng các con sẽ cố gắng sẽ đi theo cái hướng này ha, lập trình tiếp theo và tạo ra những sản phẩm riêng của mình ngày càng hấp dẫn hơn, ngày nào càng hay hơn nha các con. À, rồi bây giờ thì thầy mời xin mời bạn tiếp theo, bạn bạn Toàn Vinh đã biết được nút xe chưa con? Bạn Toàn Vinh ơi, khi nãy con à, Thiên Bảo cũng chờ tí xíu nha con. Thiên Bảo ơi, bạn Toàn Vinh ơi, con biết xe chưa? Rồi 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 con thử xe cho mọi người xem đi ha. Ừ, con thử xe đi ha. con mới gửi link rồi ạ. Rồi, à, con gửi link thì thầy lại vào không được con ơi. Rồi, để thầy thử làm một lần ha, để thầy thử làm lần. À được rồi, bạn Toàn Vinh được rồi. Rồi các bạn cùng xem sản phẩm của bạn Toàn Vinh thử ha. Rồi các bạn chờ thầy tí xíu, thầy xem màn hình nha. Thầy xem sản phẩm của bạn Toàn Vinh ha. Rồi. Rồi các bạn đã thấy chưa nè. Rồi, đây là sản phẩm của bạn Toàn Vinh ha các bạn. Rồi ok. Rồi bây giờ là mình thầy chơi thử nha. Rồi ô có mấy viên gạch. Rồi có cái tốc độ hiện lên nhưng mà
Ôi Tòng Vinh giấu mất cái bảng điểm rồi. Tòng Vinh làm sao biết được bao nhiêu điểm thắng thua rồi con? Tòng Vinh ơi, con giấu sao con giấu bảng điểm mất rồi? Ôi chạy nhanh quá chết thôi rồi. À, rồi game over, thầy đã thua rồi. Làm sao để chơi thắng được vậy Tòng Vinh ơi? Tòng Vinh ơi. Thầy chỉ cho quả bóng, thầy chỉ cần thầy chỉ cần cho đến khi thầy được 89 điểm thầy thắng thì thầy thắng được ạ. 89 điểm hả con? Ôi chết rồi. 89 điểm là game quá khó con ơi. Ôi con này là con thách thức người chơi này ha. Bởi vì 89 điểm mà khi mà vận tốc cái quả bóng nó tăng lên dần, mà con quả bóng mà là đi với tốc độ 100 step một lần đó là đi bất chợt như vậy là không cách nào mà hứng kịp hết con ơi. Như vậy thì con đã chơi thắng lần nào chưa con? 89 điểm chưa. Con muốn chơi thắng lắm nhưng mà không được. À đúng rồi, thầy cũng không thắng nổi luôn. À, con làm sao mà chơi game mà người ta có cơ hội thắng và người ta thách thức người ta tí xíu ha, khó dần lên. À, cái game của mình ha nó phải khó dần lên thì nó mới hấp dẫn người ta được, chứ còn chơi mà cứ như thế này thì người ta đâu có thắng được đâu con. À, mà người ta không thắng được, chơi 10 lần mà không thắng được là người ta sẽ mãn mất ha. Cho nên cái game của mình nó sẽ mất hấp dẫn nha con. Rồi cố gắng bạn bạn Thiên Bảo chờ chút nha. Bạn Thiên Bảo ơi, con bạn Toàn Vinh cố gắng là mình khi mình làm game ha là khó nhưng mà không tới mức là chơi không không thắng được như thế này nha. Theo thầy mà với cấp Nhưng mà độ người đã chơi giỏi 80 sẽ thắng được mà thầy. sao con? Người đã chơi giỏi sẽ thắng được mà thầy. Người nào chơi con đã thắng lần nào chưa? Chưa ạ, nhưng mà chắc chắn là có người thắng. Chứ không Chắc phải không có người thắng. chắn gì hết. Thầy không biết có ai thắng nổi với tốc độ đó hết con ơi. Bởi vì cái này là quả bóng di chuyển tức thời với cái màn hình mình cao có bao nhiêu 360 step mà nó đã di chuyển tới 100 step tức thời luôn, có nghĩa là con chưa kịp nháy gì hết là nó đã quả bóng rơi tới rồi. Khó quá con ơi. Rồi chưa có người thắng nhưng mà không phải không có, thầy hy vọng là có người thắng ha, nhưng mà thầy sợ thầy bó tay đây. Rồi cảm ơn con Toàn Vinh nhé. À, cảm ơn con rất nhiều ha. À, rồi thầy xin phép là chuyển sang phần Thầy có xem cá mập săn mồi không? có rồi rồi con có à, con gửi link rồi đúng không? Rồi con chờ thầy tí xíu, thầy mở link lên nha. Rồi con chờ thầy tí xíu ha. Rồi rồi link cá mập săn mồi đúng không con? Rồi các bạn chờ thầy tí xíu nha, các bạn tranh thừa giành nhau xe là thầy không chịu nổi, thầy bỏ tay nha, các bạn chờ tí xíu ha, rồi thầy xem từng cái một nha các bạn. Rồi, thông cảm các bạn, thông cảm nha. Cá mập săn mồi đây đúng không con Toàn Vinh ơi? Vâng, cái ở dưới là cá mập săn mồi ạ, cái ở dưới form game là cá mập săn mồi ạ. Rồi, cái mà con đang thấy trên màn hình có phải là cá mập săn mồi không? Rồi Cái thầy cho nào ạ? đó đó trên màn hình thầy xe đó, các bạn thấy chưa? Cá mập săn mồi là có một con cá mập và đàn cá và một con mực và hai con mực ạ. Có một đàn cá và hai con mực hả con? Có một con cá và có một con cá mập. À vậy hả con, vậy thôi thầy làm mà mèo đuổi chuột được không con nha? À, con làm toán hả con? Rồi nhập vào số thứ nhất, nhập vào số thứ hai là 22. A nhân lên là thành, ủa sao nhân lên thành 22 con? 6 nhân 5 phải 30 chứ. Con ơi, con Toàn Vinh ơi, các bạn có thấy màn hình thầy đang chia sẻ không? Rồi để thầy chia sẻ các bạn nhìn thấy ha. Rồi để thầy chia sẻ lại ha. Sorry các bạn. Rồi các bạn đã thấy chưa?
Rồi thì thấy thằng Vinh là cho làm toán, nhưng mà làm toán thì thấy hơi lạ. Số thứ nhất là 3, số thứ hai là 10 nha. Rồi nhân lên sao lại thành 26 vậy cái thằng Vinh ơi? Con không biết, chắc đời đấy là tại con mèo nó không tốt. À. Rồi, thầy thấy hình như là oan cho con mèo quá đây. Cái này là mình chỉ làm con mèo làm mẫu thôi, còn chương trình là do con viết mà sao lại đổ lỗi con mèo được. Rồi à, thôi thầy cảm ơn toàn Vinh nha, thầy xin phép nhường xong qua cho bạn khác, chứ không thì bà còn đông quá thầy không có quen. Rồi cảm ơn toàn Vinh nhiều nha, rồi chúc con cố gắng làm chỉnh sửa chương trình này lại nha con. 3 nhân 10 là 30 chứ không phải là 26 nha con, kiểm tra lại Vâng nha. Rồi ok con, bye bye con ha. Rồi cảm ơn con. Rồi thầy xin được mời tiếp bạn, bạn bá chính có ở đây không con ơi? Nguyễn Xuân bá chính con ơi. Rồi Nguyễn Khải An ạ. À, có không các bạn? Nguyễn Khải An, các bạn Nguyễn Khải An ở đây không? Rồi. Sorry các bạn vô xem sản phẩm cũng muốn thầy dạy, không xem sản phẩm của bà thầy các bạn khác các bạn không muốn xem hay sao là sorry. Rồi các bạn cho thầy tí xíu nha. Rồi. À, bạn Khải An, bạn Đỗ Trầm Gia Minh và bạn Đặng Ngọc Tuấn Thanh, hai bạn có ở đây không ạ? Đỗ Trầm đây. Rồi à, bạn Tuấn Thanh, à Tuấn Thanh có ở đây rồi. Tuấn Thanh xem màn hình Tuấn Thanh lên, Tuấn Thanh mở mic lên được không con? Bạn Tuấn Thanh, Đặng Ngọc Tuấn Thanh con mở mic lên được không con? Ờ Tuấn Thanh không mở mic lên hả? Như vậy thì Tuấn Thanh mở chương trình xe, chương trình xe cửa sổ chương trình của con lên rồi cho mọi người xem tí xíu nha. À bạn Khải An cũng mở mic không được. Ôi khó vậy ta. Tức là mấy tụi con không có biết hả tụi con? Bạn Giang Minh thầy chưa thấy ha. À, bây giờ bạn Tuấn Thanh làm sao thầy xe lên thầy xem đây. Như vậy thôi thầy dạ rồi Thầy cảm Phụng ơn. ơi, thầy Phụng ơi, Dạ. thầy gọi bạn nào ạ? Vì em tắt cái quyền để các bạn tự động tắt, tự động mở mic mới lại tự động chia sẻ màn hình ấy. Nên là nếu như thầy gọi bạn nào thì em sẽ cấp quyền để bạn ấy có thể. Vậy cô Dạ. Huyền, như vậy là bạn Đặng Ngọc Tuấn Thanh, cô Huyền coi trong cửa sổ chat đó nha cô Huyền. Bạn Tuấn Thanh Đặng và bạn Nguyễn An nha cô Huyền ơi, hai bạn Khải An à. Rồi giờ cho hai bạn đó mở mic lên giúp mình với cô Huyền ơi. Dạ mình không sao được. Tuấn Thanh, bạn Tuấn Thanh Đặng nhá. Đúng Cô rồi, đã Tuấn Thanh Đặng. đề nghị, cô đã yêu cầu mở mic rồi đấy. Bạn Tuấn Thanh Đặng chấp nhận và có thể mở mic được. À, cảm ơn cô Huyền ạ. Tuấn Thanh mà biết được chưa con ơi? Hay là Khải An cô Huyền ơi, mời thêm giúp Khải An cô Huyền ơi. Dạ. Cái tên Nguyễn An cô Huyền ạ. Tuấn Thanh báo là chưa được Đã hả rồi, con? được rồi. Con bật được rồi thầy. Bạn rồi rồi Tuấn Thanh đọc được rồi, Tuấn Thanh chia sẻ màn hình đi hai con ha. Rồi cảm ơn con. Con đâu Các biết bạn gì. thông cảm là xếp hàng chờ chút nha, để thầy xem rồi các bạn cùng ấy cùng chiêm ngưỡng những sản phẩm của các bạn mình ha. Thầy ơi, chia sẻ màn hình như thế nào? Con thấy ở trên cái thanh hay là cô Huyền cũng cô Huyền cho bạn xem màn hình luôn nha cô Huyền ơi. Dạ thầy.
Rồi rồi, con thấy ở trên màn hình của con có cái nút share screen cho con Tuấn Thanh ơi. Rồi Dạ rồi. rồi, con share lên cho mọi người xem ha. Rồi bạn An là biết được, chờ tí xíu nha con. Được Con chưa, xem Tuấn cũng Thanh được rồi. ơi? Sao con xem cũng được rồi. Tuấn Thanh xe không được hả con? Dạ. Ôi, sao phức tạp vậy Rồi ta? bạn bạn Tuấn Thanh thử share lại đi, vì cô vừa cấp quyền lại quyền có thể các bạn có thể share màn hình đó. Dạ được rồi À. con. Rồi rồi, Tuấn Thanh xe lại thử đi nha con. Rồi rồi, Dạ rồi. à. Rồi, cảm ơn cô Huyền. Ồ, màn hình của Tuấn Thanh đẹp quá. Tuấn Thanh đang làm chương trình gì vậy con? Dạ luôn làm Con cho giới thiệu con cho con mọi chơi người thử bắt. rồi. Con vừa chơi con vừa giới thiệu nha. Dạ con cho Rồi con rồi. nó vừa đi nó vừa bắt mấy con cá kia, nó mà đụng vô hai con cá mập màu xanh kia là bị trừ điểm. À rồi, rồi rồi, con chơi đi con. Con cá mập của con là màu xám hả con? Dạ. Ok con. Được chưa đại? Rồi thì thấy rồi, nhưng mà nó hơi chậm con, chắc là mọi người cũng xem được đó con, không sao đâu con. Rồi, chương trình của con, có chương trình của con giới thiệu sơ sơ về những cái con đã làm đi con Tuấn Thanh ơi. Nhất chiều kiểu gì thầy khó không biết. Giới thiệu kiểu gì con không biết hả? Thì con Không đã biết làm được cái gì đó con giới thiệu cho các bạn nghe. dạ con lập trình cho mấy con cá Rồi với lại con cá mập kia, mấy con cá mấy cái rồi nhỏ nhỏ thầy làm á, nó đi đi lung tung rồi nó bật vô cảnh, nó chạm cảnh là nó bật lại á bạn, cái mặt màu xám xám thì mình đi được là rồi nó được một điểm, còn nếu nó chạm như mấy con cá mập màu xanh đi là nó bị trừ một điểm, mà lúc mà nó con mấy con cá mập xám thì nó lướt qua mấy con cá mập xanh đi á thầy, nó trừ tận 3 điểm luôn á thầy. À hay quá. Rồi gì nữa con? Rồi khi nào thì mình thắng được Dạ con chưa hôm qua cài đặt cái nút thắng. con? À chưa cài được thấy. Vậy là coi như là con chơi miết luôn rồi hả? Dạ. Rồi điểm của con khi bị trừ 3 điểm thì có ra số âm không? Dạ có ra số âm rồi. À có nghĩa là mình chơi nhưng mà có thể bị âm điểm luôn ha. Dạ. À cũng rất thú vị ha, rất là vui ha, chơi mà bị âm điểm, chơi hồi từ không điểm thành âm điểm thì cũng vui ha. À rồi, à cảm ơn con Tuấn Thanh nhiều nha. Con gì À, thì rồi thôi có thể con tắt màn hình được rồi ha, tắt xem màn hình giúp thầy với. Rồi con nghe thầy, cảm ơn con nhiều. À như vậy là bạn Tuấn Thanh vừa có một sản phẩm rất là hay ha các bạn ha. Rồi bây giờ thì là bạn bạn Khải An xe được chứ con? Bạn Khải An mở mic lên thử đi con ơi. Và bạn Đỗ Trầm Giang Minh có ở đây không con ơi? À, Đỗ Trầm, Khải An ơi, con đâu rồi? Cũng không được. Ủa cô Huyền có quyền hết cho các bạn rồi mà. Đâu có sao đâu con. À
Rồi, ok, Nguyễn An nếu không được thì thôi con gửi link lại cho thầy xem rồi cái gì thầy nhận xét cho con sau ha. Rồi, cảm ơn con. À sao con bạn bạn nào vậy? Bạn nào bật mic vậy à? Được rồi con, được Dạ không? được rồi thầy ơi. À, Khải An được rồi hả? Rồi rồi, mời con. Để con mở lên. Rồi Khải An, con xem màn hình đi Khải An ơi. Dạ. À, ở trên màn hình của con có cái nút là share screen, cái nút màu xanh xanh Thấy là ơi, share thầy screen. con không có tìm thấy hả, cái file của con nằm ở đâu hả? Dạ cái thi file con ấy, file của con nãy con đâu ở đâu? Rồi game, à, game của bạn Vinh, rồi cảm ơn nha. À. Đây. Thì thấy chưa thầy? Dạ cho thầy tí xíu. À dạ chưa thấy cái gì xe lên hết ạ. Có cái nút share screen về mình chọn cái cửa sổ scratch á. Mình chọn cửa sổ scratch để mình share nha. Thầy thấy trên Zalo bạn Vinh xem một cái chương trình vẽ quá đẹp luôn. Vẽ như thế này là thầy không tưởng tượng nổi, đẹp quá đi. Rồi sao rồi bạn Khải An ơi? Thầy thấy xe dùng được không thầy? Dạ, à, mẹ mẹ Khải An gửi giùm cái link chương trình. À rồi, rồi thầy thấy rồi, để thầy share lên là thầy là thầy mở lên là thầy share cho ha. Rồi rồi thầy mở lên thầy chơi rồi. Khải An giới thiệu chương trình của mình nha Khải An. À cái bạn độc lập. Ôi à, mẹ Khải An share cho thầy trúng một cái chương trình trống rồi, thầy bấm vô link nó chỉ lên cái trang trống rồi không có gì hết ạ. À. Lại cái con xe lại thầy. Rồi rồi share lại với thầy với ạ. À. Rồi à, bạn Khải An xe xong rồi tới bạn Nhật Lệ nha. Bạn Nhật Lệ ơi, Nhật Lệ rồi tới bạn ai mà biết được nha. Sao có cái tên ai mà biết được thầy khó hiểu quá. Nha, thầy thấy ở trên có Nhật Lệ đúng không? À rồi có bạn nào nữa, bạn Nhật Lệ, bạn Thiên Bảo nữa ha. Rồi à rồi, ôi Khải An xe con chia sẻ nhầm cái đường link rồi. Cái đường link get static là cái đường link tutorial, get static là cái đường link mà vô hướng dẫn đầu tiên chứ không phải là đường link chương trình của mình ạ. À bạn Thiên Bảo share screen rồi, bạn Thiên Bảo nhanh tay quá. Rồi vậy thôi xin lỗi bạn Khải An nha, cho bạn Thiên Bảo là khoe chương trình tí xíu rồi bạn Khải An làm nha. Bạn Khải An sao, xin lỗi bạn Khang ha, bạn Thiên Bảo nhanh tay rồi. Rồi Thiên Bảo nói gì đi con. Rồi Thiên Bảo đây là viết chương trình hứng trái đất à, cho nguyên trái đất vô hứng vô cái tô luôn. À hứng vô cái bát đây rồi đó. À Thiên Bảo chương trình làm rồi. À, chừng nào được mấy điểm là đã thắng vậy Thiên Bảo ơi? Dạ chào không thấy thầy, em share screen được chưa thầy? Đã chọn À rồi rồi chờ tí xíu nha Xuân Bá ơi, rồi chờ tí xíu nha. dạ nhé, Rồi như hình là rồi, mình à Thiên Bảo có đổi sân khấu nữa ha. Rồi rồi cảm ơn Thiên Bảo nha. Rồi ok chương trình cũng rất là hay ha, công tác giùm thầy, công tác xe giúp thầy luôn nha Thiên Bảo ơi. dạ Rồi cảm ơn Thiên Bảo nha, rất là hấp dẫn ha. Rồi bằng bằng
Rồi bạn Nguyễn Xuân Bá Chính, không biết là tên ba bố hay tên con đây ạ. À, Rồi con nói giới thiệu về game của con đi con. game của em là mình sẽ chọn những cái kiểu trò chơi các độ khó. Đây này, ví dụ đây những độ khó đây ạ. Màu xanh nước biển là độ dễ nhất, màu tím là độ bình thường và màu đỏ này là khó nhất. Em sẽ chơi cái này. Khi mà vào đây thì phải nhảy qua những cái gai này. Nếu mà chạm vào thì mình sẽ như thế này. Và nếu đấy, và nếu mà chơi thì nó sẽ ra thêm mấy cái nhạc nữa. Và nhiệm vụ của mình là phá đảo cái này. Đến lúc nào mình được 100% thì là mình sẽ được, thì mình sẽ thành công làm xong một nhiệm vụ, và khi mà đi đến một chỗ thì nó sẽ có vài đồng xu thầy ạ. Thì mình, nhiệm vụ của mình là có thể lấy được đồng xu đấy. Những đồng xu đấy là những cái ngôi sao trong từng màn. Mình nếu mà mình lấy được đủ 3 đồng xu nha, mình màn đấy mình đã phá đảo và mình đã làm được xong rồi. Là nếu mà mình không nhận được cái đồng xu đấy mà mình vẫn là 100%, nhá, mình vẫn phá đảo nhưng mà mình chưa phá đảo hết, hoàn thành những nhiệm vụ ở trong đấy ạ. Rồi giỏi quá, chương trình của con thầy nhìn có vẻ rất là chuyên nghiệp. Thầy Vâng ạ. hơi buồn ngạc nhiên ra, Đây, viết con rất chia là sẻ. chuyên nghiệp. Đây là Rồi con chia có sẻ. cả cái nút xoay ở dưới góc màn hình nữa. Đây. Rồi hay quá con ơi, cảm ơn con nhiều Đây này. chương trình này. Có gì con gửi link lên cửa sổ Zalo, lên nhóm Zalo với chúng thầy với nha. Để thầy Vâng về thầy ạ. xin lại ha. Rồi rồi các bạn có thể gửi sản phẩm của mình lên nhóm Zalo giúp thầy nha. Đây, thầy. Ơi Thân xe bạn được không? bạn nào vậy ạ? Ai mà biết được. Rồi rồi thôi rồi con xe trước đi ha, rồi chứ từ vì bạn Nhật, rồi cho bạn Nhật Lệ xe sau như Nhật Lệ ơi. Rồi con xe đi con. Bạn ai mà biết được xe đi ha. Sao con lấy tên thầy hiểu không hiểu nổi luôn. Cái game này cũng giống cái game kia nhưng thua với thắng như nào là con này để khác. Rồi rồi con cứ giới thiệu tiếp, rồi con mở màn hình lớn con lên con chơi cho mọi người xem con. Thay vì để quả bóng thì con lại để hình người. Rồi Đây, con giới thiệu game. À, chị đã thua. rồi cảm ơn bạn Nguyễn An Nhiên, rồi để thầy lấy file thầy mở ra tí xíu, chờ thầy tí xíu nha Khải An ơi, để thầy xem chương trình của bạn ai mà biết được đã ha. Ôi Nếu thua mình sẽ bị như này. con ơi Khải An ơi, cái chương trình này thì con tham khảo ở đâu hay sao? Các con bạn ai mà biết được ơi, con chương trình này con tham khảo ở đâu hay sao con? Từ vì thầy dạy đâu có tới nổi cái này đâu, cái này của con chương trình của con làm cao cấp Không, game quá. bình thường ấy, thì nó sẽ có, thì cái cảnh nó thường sẽ có cảnh như này. Thế là con cũng làm theo luôn. Vậy hả con, Đây là hay con chơi quá này. ha. Rồi chương trình này con làm trong bao lâu vậy con? 30 phút. 30 phút Hôm nay là xong chương trình vừa này mới cải. luôn. Hôm nay vừa cải tiến thêm cái này ạ. Rồi hay quá. Rồi cảm ơn con Nhiên, rồi thật sự là rất cảm ơn con gửi link chương trình lên đó con nhóm một lúc chia sẻ rồi copy link rồi gửi lên nhóm Zalo giúp thầy được nha con. Rồi con thầy cảm ơn con nhiều nha. Rồi bạn xem bạn xem chờ tí xíu con xe cái bom game của con qua cho thầy xem nha. Bạn xem ơi, còn bây giờ bạn bạn Nhật Lệ ơi, bạn Nhật Lệ đâu rồi? Cái game này để thắng thì cần được 50 điểm. 50 điểm hả con? Sorry các bạn, phải có điện thoại. Bây giờ bạn Nhật Lệ, bạn ai mà biết được ơi, rồi là con là tên gì vậy con?
Thực ra tôi gọi lên Khang nhưng mà do máy con đang đang bị hỏng nên con dùng máy chị, thế con đặt như này. Lê Anh Khanh rồi các buổi hình như con cái hết rồi rồi cảm ơn con Con tắt con là chị. từ nhà thầy không thể hiểu nổi tên rồi cảm ơn con nhiều cái gì con share chương trình này cho thầy với nha chương trình rất là hay ha rồi cảm ơn con nha rồi bạn Nhật Lệ ơi bạn Nhật Lệ còn ở đây không ạ à? Bạn Nhật Lệ thì thấy gửi mấy cái link nhưng mà sao con Nhật Lệ 402 sao thầy không nghe con nói gì nữa hết Gì? Nút chia sẻ đúng không thầy? bạn 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 nào hỏi vậy ạ rồi nhặt lại xe cửa sổ rồi nhặt lại xe cửa sổ rồi đây ôi các bạn bây giờ xem nhiều sản phẩm quá bạn nhặt lại xe sản phẩm là chia chinh phục vũ trụ rồi mời bạn lại chạy cho mọi người xem ha con chạy chương trình đi Nhật Lệ ơi Chạy đi thầy ạ. rồi rồi con mở lên đi mở âm thanh nhỏ nhỏ lại tí xíu nha con rồi. Thầy ơi, tại sao con thấy bàn hình đen tôi luôn vậy thầy? Như vậy là chắc là do mạng hơi chậm rồi con mặt màn hình của thầy là đã thấy cái sản phẩm của bạn Nhật Lệ rồi con ơi như vậy cho bảo chờ tí xíu nha em Dạ. Rồi, sao Nhật Lệ ơi con chạy chương trình của con đi con sao có vấn đề gì vậy Nhật Lệ ơi có vấn đề gì với con vậy Thầy? con chạy chương trình cho mọi người xem đi con sao thầy không thấy chương trình chạy gì hết con ơi Chưa chạy thầy ơi. nó chưa chạy được hả con Ta chứ người vật ta sẽ bị nếu ta đụng được chứ người vật ta sẽ thua còn nếu ta đánh được người ta sẽ được tỷ. rồi 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 thầy hiểu rồi có khi là rồi cái này là lỗi mạng yếu quá rồi thầy không thấy được gì à. Thầy chỉ thấy màn hình đứng thôi nhưng mà nghe âm thanh có nghĩa là chương trình của Nhật Lệ là chạy rồi ha rồi sorry Nhật Lệ nhưng mạng có vẻ yếu quá thầy trò mình không có được may mắn hôm nay rồi bây giờ thầy mới thấy này rồi con chơi lại đi con bấm lại chơi đi ha rồi bấm lại hay lắm con rồi bấm lại rồi con dùng tàu vũ trụ đây đi trong vũ trụ đúng không con rồi nhưng mà đụng những quái vật là bị thua đúng không ồ mạng yếu quá ơi thôi sorry Nhật Lệ nha con ơi sorry Nhật Lệ nha con thôi con tắt xe giúp thầy ha cảm ơn con cũng có một cái game rất là hấp dẫn ha con gửi link lên cửa sổ Zalo giúp thầy nha con do là cái mạng có vẻ yếu quá thầy xem hồi nãy giờ mà thầy không xem được ha xin lỗi Nhật Lệ nha con Nó xem con tắt xe là con tắt cái nút stop xe đó con nào rồi? ừ đúng rồi con Xe. thôi để thầy tắt cũng được ha thầy tắt nhen rồi thầy Nhưng tắt ha rồi cảm ơn con Nhật Lệ ha rồi bạn James ơi bạn James
Lê Nguyên Bảo ơi, bạn bạn xem xe sản phẩm của con cho thầy với xem ơi. Bạn xem là tới thầy lấy bài của bạn Nguyễn Khải An, thầy đưa lên thầy xe ha. À. Bạn xem màn hình đi nha con ơi. Ơi ơi bạn nào về ạ? Thầy nghe không được. Bạn xem ơi, bạn Lê Nguyên Bảo ơi, con có đó không? Rồi xem chạy mất rồi, thôi thầy mở bạn của phần chương trình của bạn Khải An lên cho mọi người cùng xem nha. À bạn xem bảo có con mở mic không được hay sao vậy xem? Mai con mới xong, ngày mai con có thầy. Rồi ok rồi, cảm ơn xem nha. Rồi bây giờ cùng các bạn cùng xem một cái chương trình của bạn Khải An nha các bạn. Chương trình của bạn Khải An, chương trình Mê Cung ha. Bạn Khải An còn đó không? Bây giờ thầy xe đây ha. Hay. Alo, Khải An vẫn còn ha. Rồi, các bạn đã thấy chương trình Mê Cung của Khải An chưa? Rồi, chương trình này, Mê Cung của Khải An là có rất là nhiều cá. Và con mèo phải đi làm sao đây? Để thầy xem con mèo làm sao đi đây. Rồi, Mất mày mấy bảo mèo đi thì bạn cân cái... rồi thầy biết rồi, nhưng mà đi mà lỡ đụng cá thì sao, ăn luôn hả con? Dạ, ăn mấy con cá thường, con cá mập ăn vô là chết thầy ơi. À cá mập ăn vô là chết. À hay quá, ý tưởng hay quá, để thầy thử ăn cá mập luôn. À cá nhỏ là ăn vô là mà mập đúng không, cá mập ăn vô là chết. Ý tưởng hay quá ha, để thầy thử thử nha, ăn vô cái chết không à. Rồi you die. ok, chương trình của Khải An rất là hay, ý tưởng vui ha. Rồi, rồi, Thầy, rồi. em có thêm một chương trình nữa được không thầy? Bạn bạn nào về ạ? Đó chính ạ. À rồi, đã chính chờ tí xíu nha con, đã chính chờ tí xíu ha. Rồi, đây rồi, để thầy chơi lại ha. Rồi, bạn Khải An, chương trình này, Khải An ý tưởng ca mộc rất là hay ha. Cảm ơn Khải An rất là nhiều. Rồi thầy lưu chương trình này lại để thầy chụp cái hình thầy gửi lên nhóm, rồi thầy lưu chương trình này. À thầy đã lưu chương trình này lại rồi ha, rồi cái gì thầy xem tiếp sau nha con. Rồi rất là hấp dẫn. Nhưng mà cũng đơn giản thôi các bạn ha. Tức nghĩa là bạn Khải An này cũng chỉ là thêm bạn Khải An cũng chỉ thêm cái con cá mập cô thôi, chứ cũng không có phức tạp lắm ha. Nhưng mà nhìn chương trình hấp dẫn hơn nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn. Cảm ơn bạn Khải An ha. Rồi bạn Bá Chính xe cửa sổ đi nha, Bá Chính ơi. Đây thầy. Rồi con xe đi ha. Đây chơi cái trò này là mình sẽ điều khiển cái này bằng những con cái chuột W, D, A, S hoặc là những cái arrows, và để bắn thì mình bấm dấu cắt hoặc là nhấn. Và nhiệm vụ của mình là bắn mấy cái này. Rồi. Bắn bắn mấy cái này này, thì nếu mà may mắn thì mình bắn mấy cái này mình sẽ lấy được những cái sức mạnh riêng. Để em bắn, em ví dụ cho thầy một cái. Em xem có cái nào không kia chứ, tỷ lệ ra của nó cũng khá là thấp nên là khó lấy thầy ạ. À, Nhiệm thì vụ của thầy mình không là mất luôn. bắn hết mấy cái này và mình sẽ, đây đây ví dụ đây, đây là hồi máu ấy. Và nhiệm vụ của mình nhé là mình sẽ bắn hết cả tất cả mấy cái quả chăn này, mình đập mấy cái này thì cuối cùng nó sẽ xuất hiện ra một cái quả chăn lớn màu xanh nước biển, nó bắn mình. Và để thả mấy quả bom đây này, chỉ có bốn quả bom mà nó sẽ hồi, mình để thả quả bom thì mình bấm Q nó sẽ nổ ra đấy. Đấy. Những ý tưởng rất là chuyên nghiệp. Và nếu mà mình ít máu quá thì mình ra đây mình lấy máu thì mình sẽ được tăng thêm máu.
Đấy, và khi chết thì mình sẽ nổ và tất cả mọi thứ biến mất. Rồi, cảm ơn con ha. Đây còn đây là hình ảnh sơ qua về cái quả chanh cuối cùng đây này thầy. Là con sẽ làm một quả chanh có nhiều hình ảnh đúng không? Vâng ạ, đây. Rồi nó nổ bung quả chanh lên đây. Có cái hình. Đấy, có vài hình em còn định add thêm nhà chưa có. Đấy, còn đây là một trong hai cái quả chanh cuối cùng. Nếu mà mình bắn xong quả chanh này nó sẽ nổ là mình xuất hiện ra là mình đã thắng. Còn đây là cái effect khi mà mình nổ ra này. Đây này thầy. Rồi. Thầy hiểu rồi, rồi cảm ơn con. chương đây trình này cũng thầy. Rất là phức tạp. Rồi, mấy con ôm rồi. Các bạn bản sao nữa. Giỏi lắm nha bé Chính ơi. Con học rất là tốt. Rồi, cảm ơn con nha. Rồi. Đây là bạn bé Chính làm game hot khá hấp dẫn ha. Bây giờ thì còn bạn nào không muốn xe gì nữa không các bạn? Chắc là cũng hết rồi ha. Bây giờ thì là cũng tới lúc 9 giờ hơn tí xíu rồi. Cũng tới lúc thầy trò mình lại nói lời chia tay và cũng nói lời tạm biệt luôn ha. Bạn Lê Đăng Vinh. Sao Lê Đăng Vinh đọc thầy không hiểu. Em chạy lâu quá. Chương trình chạy lâu quá cho nên nếu mà chạy lâu quá nó lát là xe lên chia sẻ màn hình nó càng lát nữa thôi. Lê Đăng Vinh gửi gửi link vô Zalo cho thầy, thầy xem sau, thầy nhận xét sau cho nha Lê Đăng Vinh ơi. Rồi cảm ơn con nha. Cũng sắp Tết rồi ha, mà các bạn rất là siêng năng cần mẫn và học rất là giỏi. Thầy cũng không biết là các bạn lại tự làm được nhiều sản phẩm hay đến như vậy. Cảm ơn các bạn rất nhiều và cũng xin chúc các bạn nhỏ cũng như gia đình ha năm mới là thật là sự hạnh phúc thịnh vượng nha các bạn. Và cảm ơn các con đã theo thầy suốt 12 buổi như thế này, truyền miên rất là lâu rồi ha, và có những bạn không có buổi nào hết. Có những người thật sự là cảm ơn các bạn. Và hôm nay là bữa cuối của khóa học này ha, và thầy cũng thông báo luôn là thầy dự định là khoảng qua tháng 3 năm 2023 là thầy sẽ mở lại lớp mới, có một số lớp ví dụ như là Scratch, mà Scratch cơ bản 2 có nghĩa là kế tiếp với lớp này rồi, thì là các bạn học có thể là từ đầu cũng học vẫn học được và các bạn học tiếp theo cũng vẫn học được. Rồi thầy cũng dự định là làm một cái lớp về robot ảo, nhưng mà cái này thầy sợ không biết là chuẩn bị nổi không, tức là cho các bạn lập trình làm robot á, nhưng mà với những robot ảo thôi, các bạn đỡ phải tốn tiền mua ha, cũng chỉ là miễn phí thôi. Và một cái lớp nữa đó là tập cho các bạn thiết kế 3D. Các bạn thiết kế 3D là các bạn vẽ các cái mẫu vật, ví dụ như Minion hoặc là Pokemon nào đó các bạn thiết kế những bạn đó ha. Rồi nếu các bạn thì vẽ những cái hình đó xong rồi thì các bạn có thể là in ra, nếu có in 3D các bạn in ra thành vật thật luôn. Đó là những dự định của thầy, nhưng mà chắc là cũng từ từ thôi nha các bạn. Chứ làm một lượt thì thầy sẽ làm không kịp nha. Thôi thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Chúc các bạn năm mới vui vẻ và thầy cũng gửi lời chúc tới gia đình các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn. Còn các bạn nào muốn bật mic nói gì không các bạn? Có các bạn cảm thấy là thầy nên thay đổi những gì cho những khóa học tiếp theo, các bạn còn góp ý những gì thì các bạn có thể mở mic lên nói, hoặc cũng có thể ở dưới cửa sổ chat cũng được ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi cảm ơn các bạn. Chào thầy. Rồi thôi thầy chào các bạn luôn nha. Bye bye các bạn. Chào thầy. Rồi chúc các bạn ngủ ngon nha. Rồi. Chào thầy. Cảm ơn thầy Phùng ạ. Thầy ơi. Phùng là năm mới gia vị. Chào thầy. Chào thầy. Cảm ơn mọi người. Con mời mẹ. Mai con mới chuyển xong nhưng mà hôm nay con chịu làm start button trong screen mà
làm từ nãy giờ mà chưa xong luôn. Còn game over và tick victory nữa. Rồi, có gì con gửi link cho thầy Nhân xem ơi. Dạ. Mấy con mới xong rồi con mới gửi link. Rồi, rồi, ok con Nhân. Nhưng mà tuần sau, chủ nhật lúc 1 giờ. Cảm ơn thầy rất nhiều. Xem không nhỉ? Rồi, cảm ơn các bạn. Con chúc thầy ăn rất vui vẻ và mạnh khỏe. Con cảm ơn thầy rất là nhiều. Con chúc thầy ăn rất vui vẻ và mạnh khỏe. Rồi, cảm ơn con, cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn Lê Đăng Vinh, Lê Đức Minh, Thâm Thanh, Ngọc Lệ. Chúc thầy ăn rất vui vẻ. Rồi, chào các bạn, cảm ơn bạn Anh Thư, Nguyễn Kim. Rồi, bye bye các bạn nha. Rồi, chào thầy. Bye bye các bạn, cảm ơn cô Huyền nhiều nha. Dạ, bye bye các bạn. Rồi, bye bye, thầy xin phép tắt cuộc họp ở đây ha. Bye bye các bạn.